Chào các bạn, mình tên là Đạt. Thời gian qua mình đã thiết kế ra một website liên quan về bán hàng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết về cái website này cũng như là về cái chức năng của cái website này. Chức năng đầu tiên mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là chức năng filter sản phẩm. Ở đây mình có hai hãng, đó chính là hãng iPhone và hãng Samsung. Khi mình chọn iPhone thì những cái điện thoại của hãng iPhone sẽ hiện ra. Khi mình chọn Samsung thì những cái điện thoại của hãng Samsung sẽ hiện ra. Và đương nhiên rồi thì cái website bán hàng nào cũng sẽ có chức năng mua hàng cả. Ở đây là cái chức năng thêm vào giỏ hàng. Sau khi mình xem về những cái sản phẩm có ở trên trang web này thì mình có thể thêm vào giỏ hàng những cái sản phẩm mà mình yêu thích, những sản phẩm mà mình muốn mua. Và đây giỏ hàng. Ở trong giỏ hàng thì có những cái chức năng sau. Đầu tiên, mình có thể tăng giảm số lượng của những cái sản phẩm mình đã chọn. Nếu mà số lượng nó quá 10 thì trang web sẽ hiện ra một thông báo là mình chỉ được mua 10, số lượng 10 cái cho một sản phẩm mà thôi. Hoặc là khi mà số lượng mà trở về không thì sản phẩm này mặc định sẽ bị xóa đi khỏi giỏ hàng. Bên cạnh đó thì mình cũng có một chức năng, đó chính là xóa cái sản phẩm này khỏi giỏ hàng. Hoặc cũng có một chức năng, đó chính là xóa toàn bộ sản phẩm ra khỏi giỏ hàng khi mình không muốn mua nữa. Chức năng tiếp theo đó chính là chức năng mua hàng. Thì sau khi mà bấm vào mua hàng thì mình sẽ có một cái hóa đơn. Hóa đơn này bao gồm những sản phẩm mình đã chọn, tổng số tiền cho từng sản phẩm, tổng số tiền của toàn bộ tất cả những sản phẩm mình sẽ kiểm tra lại được chưa. Nếu mà chưa thì mình có thể là kiểm tra lại, mình chọn thêm những sản phẩm này, sau đó mình tiếp tục mua. Đấy, sau khi mà đã chốt đơn rồi thì mình sẽ bấm vào order now. Lúc này trên màn hình sẽ hiển thị cho mình một cái thông báo về tổng số tiền mà mình phải trả và thời gian để order. Xin cảm ơn. Tất nhiên rồi, trang web nào thì cũng phải có một cái trang web admin để mình có thể quản lý những sản phẩm ở trong này. Thì sau đây mình xin giới thiệu các bạn về cái trang web admin của mình. Thì trang web này gồm có một số chức năng thông dụng như sau. Với chức năng đầu tiên đó chính là thêm sản phẩm. Chức năng thứ hai đó chính là sửa sản phẩm. Mình sửa những cái sản phẩm mà mình đã thêm. Chức năng thứ ba đó chính là chức năng xóa sản phẩm. Ok. À, như vậy là mình đã giới thiệu các bạn biết về cái trang web của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.